Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách độ cái cruise control cho cái xe Hyundai Tucson bản Basic 2018. Các bạn thấy là nguyên bản của nó chỉ có các cái phím như này thôi. Thì hôm nay mình sẽ độ, mình mua thêm cái module này, bộ công tắc này, để thay thế vào cái hộp này có chức năng cruise control. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp nó vào cái vô lăng này nhé. Trước khi thao tác thì các bạn nên tháo một cái cọc của ắc quy ra để cho công quá trình mình thao tác nó không bị điện đóm nó không bị chập mà nó gây ảnh hưởng đến thiết bị. Đây mình sẽ tháo cái cọc âm của ắc quy ra. Cọc âm của ắc quy thì thông thường nó sẽ kết nối với cái khung của cái xe, nó sẽ cấp điện âm. Mình tháo ra để thao tác cho nó an toàn. Rồi, để độ được cái phím này lên cái vô lăng này thì bắt buộc chúng ta phải tháo cái vô lăng này ra. Để tháo được cái vô lăng này ra, đầu tiên là mình phải tháo cái phần bộ phận túi khí này. Thì các bạn để ý ở bên cạnh này nó có hai bên này, nó có cái lỗ này. Các bạn dùng cái đầu tô vít các bạn chọc vào đấy để nó bật cái túi khí này ra thôi. Đây là cái túi khí đây. Giờ mình sẽ phải rút mấy cái rác này ra. Cái rác màu trắng này là của cái còi này. Rút ra. Và rác màu vàng này là của túi khí. Nó có hai cái lẫy màu cam ở hai bên, các bạn phải nhấc nó lên. Rút ra được. Đây là cái túi khí. Rác của nó cắm đây. Rồi, bước tiếp theo thì đây, bây giờ các bạn nhìn thấy nó có 4 con ốc này. 4 con ốc ở đây. Mình sẽ tháo 4 con ốc ra. Mình phải tháo cái con ốc này ra. Con ốc này là ốc 21. Sau khi tháo con ốc ra thì các bạn dùng cái bút để đánh dấu, để đến lúc mình lắp vô lăng vào nó không bị lệch tay lái. Đấy, các bạn đánh dấu như này, đến lúc lắp vào mình lắp đúng vào cái phần mực mình đánh dấu vào được. Mình tháo cái rắc điện này ra lại. Nhấc vô lăng ra thôi. Đây là cái vô lăng. Rồi, bây giờ nó có mấy con ốc như này. Mình tháo để tháo cái mặt giữa này, đằng trước này ra, đằng sau này ra. Đây, có 6 con ốc tất cả. Các bạn tháo cái phần nhựa lên.
và chúng ta rút cái rắc, đây có hai cái rắc điện hai bên này, các bạn rút này. Đấy, sau đó chúng ta tháo cái con ốc này ra để bỏ cái phím này, phím cũ của nó. Đây là có hai con ốc này. Tháo ra. Đây là cái phím cũ của nó, nguyên bản của nó. Giờ mình sẽ thay cái phím mới vào. Đúng có một lỗ là được. Hai con ốc vào thôi. Chúng ta thừa một rổ ốc nhé. Khít luôn. Đây phím mới các bạn. Khít 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 luôn. Rồi và chúng ta lại lắp lại cái phần ít ở sau đó. Cắm rắc vào. Tháo ra như nào thì lắp ngược lại như thế thôi. Chà. Bây giờ mình sẽ lắp vào và test thử nhé. Trước khi đóng cái vô lăng vào, mình chỉ cá tạm vào đây để mình cắm điện nó test thử. Các bạn cắm rắc điện vào. Mình lắp cả túi khí vào. Nếu không thì không lắp vào nó cắt túi khí vào. Không nó sẽ báo lỗi đấy. Các bạn đẩy đúng, nó có cái rãnh đúng rồi. Lắp vào xong là ấn xuống thôi. Đấy, tạch phát là được. Rồi, cái để tạo này bây giờ mình đóng ắc quy vào để test thử đã nhé. Bây giờ mình thử nổ máy đây nhá, test thử cái tính năng cruise control xem lên đèn như nào. Cruise control. Đấy, lên đèn rồi các bạn. Ngon đấy. Set thì phải ấy. Set thì phải đi lên trên 30-40 cây nó mới có tác dụng. Nó mới set được. Tắt đi này. Đấy. Rồi ngon rồi. Thử cả tính năng của cái khác này. Mình chờ các bạn. Ngon. Rồi ngon đấy. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi xong rồi hòa lắp lại. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại cái vô lăng này cho nó thẳng. Đấy, các bạn nhớ là lắp thẳng với cái vệt mực mình đánh dấu lần trước này. Cho cái trục này với cả cái vô lăng là nó khớp với nhau là được. Thì lúc đấy tay lái nó sẽ không bị lệch. Rồi, xong rồi bây giờ vặn ốc này vào thôi. Cứ vặn ngay chặt vào nha. Không tôi thì vỡ mồm tôi.
phạt gốc này chặt vào, người đang đi vô lăng lại rơi ra chết. À, lắp 4 con ốc này vào đã. Quên, ý quên. Ý nhẹ thừa. Đấy, lắp cắp tư thế vào. Đấy. Đây là cái cắp còi. Có một cái răng này. Là cái cắp còi, không có còi này. Hả? Tủ khí này cứ ấn vào thôi. Đấy. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đóng ắc quy vào. Rồi mình lắp ắc quy xong rồi, bây giờ mình sẽ bật máy lên và test thử nhá. Tủ khí nổ. Rồi, xem tủ khí nó báo đã. Rồi đèn tủ khí biến mất rồi. Đây là chân trái. Xuống đây. Rồi bây giờ test thử. Bật tính năng cruise nào. Đấy đèn sáng rồi. Rồi bây giờ test thử. Cái chức năng set này thì mình phải chạy đâu đó khoảng 40 km/h. Trên 40 km/h thì nó có tác dụng. Bây giờ mình chạy ra đường thử. Thì vô lăng là cân bằng. Phải ra đường thẳng cơ. Ra đường Lê Văn Lương nó thẳng. Rồi bây giờ mình đang đi thử trên đại lộ Thăng Long để test cái chức năng đấy. Đây mình bật cruise control rồi, đang chạy ở tốc độ khoảng 60 km/h. Sau đó thì các bạn ấn gạt lên gạt xuống được, ấn set này này. Đấy thì nó sẽ set ở 60 km/h. Các bạn nhìn này, cái đèn set nó hiện lên này, đèn xanh này. Đấy lúc này thì mình có thể thả chân ga ra. Mình không cần đạp ga, nó vẫn giữ ở cái tốc độ 60 km/h. Đấy. Đấy, bây giờ mình, khi mà đã set rồi thì các bạn bấm cộng trừ lên thì nó sẽ mỗi lần là nó sẽ tăng thêm 2 km nữa. Ví dụ đang ở 60 thì mình bấm cộng lên nó sẽ lên 62 km/h. Cứ bấm dần dần là thế, nó tăng dần lên. Đây mình đang tăng dần lên khoảng độ 70 chẳng hạn. Đấy tự nó tăng lên 70. Đấy. Và khi các bạn đạp phanh thì nó sẽ hủy luôn cái lệnh set đấy. Để mình set lại 60. Set. Đây mình đang để 60. Và set cộng. Mỗi lần ấn set cộng thì nó sẽ tăng lên 2 km. Hoặc set trừ thì nó sẽ giảm đi 2 km. Tốc độ nó giảm đi. Đây mình đang set cho nó lên 70 đi. Đấy tự nó lên. Mình không đạp ga đâu. Lên 80. Đấy tự lên 80. Rồi mình xuống 70 nhá. Đấy xuống 70 rồi. Đấy ví dụ như đang set như này, các bạn đạp ga cái là nó sẽ hủy luôn cái lệnh set. Hoặc các bạn ấn cái nốt cancel này này thì nó cũng hủy luôn cái lệnh set này. Đây mình cancel này. Đấy, lệnh set nó hủy rồi. Mình đang không đạp chân ga, tốc độ đang giảm dần này. Và như vậy là cái bộ này cũng lắp đặt rất đơn giản.
chỉ cắm vào là ăn thôi, không cần phải đấu dây đấu dợ gì cả. Rồi, clip của mình dừng ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.